Ngã bảy Ô Chợ Dừa khoảng hơn 12 giờ trưa, giữa hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường, kết hợp với ánh nắng chói chang của mặt trời. Tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội vẫn bám đường điều tiết giao thông. Thủ đô Hà Nội những ngày này đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Tuy nhiên, nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao, thậm chí nhiều khu vực nhiệt độ đo được ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời theo dự báo của đài truyền hình là đã lên đến 39 độ, nhưng mà do là đây là công tác ngoài đường, mặt đường nóng và các phương tiện đã xả ra những cái khí thải, nhiệt độ có thể tăng lên hơn so với dự báo là từ 4 đến 5 độ. Tại ngã tư này nếu mà tình hình giao thông bình thường mà vắng thì anh em sẽ có thay nhau đứng khoảng 1 tiếng lại sẽ thay cả một lần. Nếu mà giờ cao điểm mà phương tiện đông thì anh em phải làm việc cả hai và thường thường là phải đứng liên tục để đảm bảo giao thông luôn được thông suốt. Nắng nóng gay gắt ngoài trời khiến một bộ phận người dân thiếu ý thức tìm cách vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Khi cảnh sát giao thông đứng tại ngã tư thì người dân người ta sẽ quan sát thấy và sẽ chấp hành hơn với việc chấp hành cái đèn. Vì lực lượng giao thông là có xử lý vi phạm nên là người dân đã thấy cái việc chấp hành nó sẽ là an toàn hơn và người ta sẽ chú ý hơn. Mặc thời tiết nắng nóng oi bức, các chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn túc trực nhiều giờ liền theo ca kíp tại tất cả mọi nút giao thông hay điểm nóng về giao thông của thủ đô để làm nhiệm vụ. Như tại khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long và Đài 3, với đặc thù là điểm giao của các con đường lớn với nhiều nhánh cắt. Chính vì vậy, các tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội luôn phải thường trực để sẵn sàng xử lý các tình huống với điều kiện xung quanh rất ít bóng cây. Những phút nghỉ ngơi ít ỏi, các chiến sĩ sẽ tranh thủ rửa mặt bằng nước mát nhằm làm dịu da, sau đó quay lại với nhiệm vụ. Trong những ngày nắng nóng, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, lựa chọn lộ trình gần nhất để di chuyển. Đặc biệt, luôn chấp hành tín hiệu đèn giao thông và sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông.